Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và ngày hôm nay thì Man vẫn tiếp tục với con game đấu trường chân lý bản mobile. Con game này thì Man cũng đã và đang chơi được một thời gian. Nói chung thì cũng có một cái tí kinh nghiệm đúc kết lại, gọi là cũng hơi được chút xíu các bạn rồi. Ok, thì trong trận ngày hôm nay thì chưa biết là Man sẽ đi một cái team như thế nào đây, hay vẫn là lối mòn xưa cũ, song đấu Long Dương, hoặc là định mệnh tử thần. Ok, mới vô có em Garen rồi. Nếu như mà có em Garen thì Man cảm thấy sẽ có một cái khoản gì đó mà chơi sử gia, nhưng mà sử gia dạo này thì nó hơi bị nét quá, đâm ra nó cũng hơi yếu một tí rồi các bạn. Garen thì cũng không hấp dẫn lắm đâu. Man gom hai cái con Darut rồi. Darut chơi cũng ngon đó, có Yosuo nữa kìa đó, đấng tối cao ra sân. Ok, kích được hai song đấu. Nói chung thì Man vẫn thích chơi cái team song đấu hơn. Team song đấu thì nó dễ chơi, dễ trúng thưởng. Nói chung là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Lên kiếm mấy con 3 tiền là mình roi lên 3 sao là ok rồi các bạn. Nói chung thì cũng dễ chơi ha. Dễ chơi. Thì còn lên nữa thì mình sẽ kích Lê Sinh 4 tiền, kích Long Dương. Ok, có Yosuo. Rồi có con Darut rồi, là hai con. Man lấy thêm con Long Vương nữa đó, con Zana. Con Zana này thì chơi nó cũng ngon lắm á, không phải giỡn đâu. Nó ban cho cái lá trắng cho hai đồng minh thấp nhấu nhất trong 4 giây nè, rồi sau đó nó gây sát thương phép lên cho hai cái địch gần nhất thì ok. Nói chung thì cũng được. Đang xong đấu thì mình đang cần một cái, mình đang có một cái tốc độ quánh cao này, nhưng mà nó hơi bị yếu về vấn đề giáp này. Tiếp sức đã có tăng tốc độ liền. Ok, Darut 2 sao, có Long Vương Zana luôn, gom luôn rồi. Ok, Raven ra ngoài. Raven là không có chơi rồi đó. Rồi mình xác định là đi luôn cái team là team song đấu Long Vương rồi đó các bạn. Nói gì nói chứ Long Vương thì giữa con Zana với là con Diana, con Diana nó khá là trâu nha. Mình chơi thì mình cảm thấy nó trâu thiệt, mà chừng kích chừng đủ bộ mà 4 Long Vương nữa thì thấy ghê rồi, không thấy ghê rồi không. Sau 8 giây giao tranh của Long Dương, Long Dương sẽ công kích bàn đấu gây sát thương chuẩn lên cái địch. Có gây trốn nữa nó mới ghê ở chỗ đó. Đây, ok, Man đã chiến thắng rồi. Chờ, bây giờ đồ thì cũng từ từ, đồ đang có giáp này. Nếu ghép được thì cái được cái giáp thú thượng bạch mà cũng khoan, chưa. Nếu mà chơi cái game này á thì có mấy ông á là mình thấy là lên 50 tiền ở round 3.2, nhưng mà có mấy ông tới round 2.7, 2.8 là đã đạt 50 tiền rồi. Nói chung thì cũng thấy ghê, cũng thấy ghê. 2.7, 2.8 mà đạt 50 tiền thì cũng khá là ghê gớm đó các bạn. Nếu tại vì mình có tiền nhanh, cái lượng lợi tức của mình có nhiều quá thì mình dễ lên tới LV9, LV10 hơn. Mà nó nhiều khi mà roi lên, nâng cấp lên tới LV10 không có tiền roi, không còn tiền để roi luôn, nó mới hơi bị căng. Ok, Yosuo 2 rồi. Còn DNA có rồi. Bây giờ thì cứ lên bàn cái là mình kích được hai Long Dương, hai xong đấu luôn. Ổn định luôn rồi đó. Darut thì Darut 2 này, Yosuo 2. Chung là tuần sau bỏ lên DNA lên là kích được.
Quýnh thấy thương luôn mà. Tới dòng đi chợ rồi. Có một mái sao chép tướng trong cái vòng đi chợ, và mái sao chép tướng này rất là xịn. Để dành cho con 4 tiền hay là con 5 tiền ha. Ok. Bốn tiền, năm tiền. Ok, mà anh lấy cái giáp rồi. Có cái giáp gai à. Đó. Có cái giáp gai, có cái giáp thú tượng rồi. Nhưng mà cũng khoan. Cái từ từ ok từ từ cho nên trang bị cho nó giáp gai vậy ta. Không sao đâu, hai sao mà. Hai sao mà dứt một sao là dứt thoải mái rồi. Lấy thêm em hiền giả nữa à, để cho Diana nó sẽ có hút máu toàn phần, hút được hút máu toàn phần. Ok, có lẽ nên trang bị cho nó cái giáp này đã. Ai cứng cứng lên đây tí rồi đó. Rồi thêm cái giáp áo choàng bạc thì lên sẽ lên cái có cái vuốt rồng ha. Thêm cái áo choàng bạc nữa là được cái vuốt rồng. Nó tăng hợp lý luôn á. Không, đội Long Vương này thấy chơi cũng hay hay hay. Kích được 4 Long Vương, nói chung kích được 4 Long Vương cái sau 8 giây đánh nó thầm một cái toàn bản đồ gây chón 1,5 giây, nói chung là gây chón 1,5 giây, nhưng mà nó làm cho những em mà mang mà cuồng đao đó là bị khựng lại một cái không lên được tốc đánh cao. Mà kích được 5 nữa là ngon. Rồi, đội hình thì đang có hai hiền giả này, hai long dương này, hai song đấu này. Song đấu thì phải chơi ngay từ đầu rồi đó. Lên long dương thì từ từ sẽ chuyển hóa qua 4 long dương. Không, rồi, có lý. Cái găng bảo thạch này. Găng bảo thạch vào cho con Zana thì nó hợp lý hơn ha. Nó xét thì không cần đâu. Cào xé hả? Cào xé hả? Cào xé giảm phép. Ừ? Team này giữ giữ máu ok rồi. Nô huy hiệu Long Dương luôn. Ngon. Ok, có cái huy ấn Long Dương luôn à. Hợp lý. Về được 3 các bạn.
ba Long Vương luôn rồi. Lê Sinh nó ra nữa là xong. Lê Sinh nó trốn, trốn kỹ lắm. Lê Sinh nó trốn kỹ thiệt. Nhiều khi thấy Rakan Saya rồi nó ra sớm sớm hơn Lê Sinh nữa. Ra 3.2 được 50 tiền à. À, được 65 tiền. Gặp đò nhà sử gia rồi, mấy sử gia ba hai cảnh vệ, ba cảnh vệ Amumu nữa, sử gia ba ba cảnh vệ mạnh dữ trời. Có đồ phép, có đồ phép. Đồ phép không? Đồ phép nó phải vẽ nhiều. Vô lên đồ phép thôi. Lên đồ phép vô con Zana này nó bắn cũng cực kỳ ngon á. Ông đó đầu hàng hả? Vu Không, Vu Không đã đầu hàng. Ồ, mình cấp 5 mà ông dướng lên cấp 7 luôn rồi. Nên là về dữ vậy. Chưa rao chưa rồi xong hết tướng rồi. Cũng nhảy dễ sợ vậy. Còn nó chém nè. Ghê thiệt, ghê thiệt. Tìm thứ tìm thứ thần chơi cũng vui. Do hình tử thần cái gì đây, giáp kìa, quyền năng khổng lồ kìa, quyền trượng kìa, đây quyền năng khổng lồ. Có vuốt rồng luôn kìa.
Có quyền năng khổng lồ, có vuốt rồng luôn. Vô đây rồi cái vuốt rồng luôn, ok cứng nhắc, vừa có hút máu vừa có hồi máu vừa có tăng giáp nữa, cho thêm cây tốc đánh rồi ngon. Đó, có đồ vô là quýnh khác liền. Giờ đang còn hai máy nhân bản, một máy 3 tiền và một máy trên 3 tiền. Lấy nhỏ mà có vỏ cũng được lắm nè. Nhưng mà đang có cái trang bị ánh sáng nó hơi bị kích thích một cái. Chứ nhỏ mà có vỏ tăng thêm tốc đánh thì nó cũng ok lắm á. Cây huyết thần kiếm kìa. Thế đó, từ từ, cây cây đó từ từ. Thấy Yana lên 3 sao đi, Na lên 3 sao ngon ha. Bây giờ Yana chắc lên 3 sao trước quá. Nó có hai con cấp 2 rồi. Mình đang rồi ở cấp 6. Trong khi mấy ông kia đã lên cấp 7 rồi. Cấp 7 rồi. Châu lắm. Lựa chọn giữa 20 USB ở 10 lượt đổi miễn phí. Rồi xong một con Bravut 3 sao. Giờ chưa có đồ. Ok, đã rút 3 sao nhưng mà chưa có đồ. Bạn sợ à nè. À, ông này ông đang chơi một cái team hắc ám nha. Hắc ám đấu sĩ. Mạnh nha. Phải nói là con đấu sĩ nó trâu với lại con hắc ám ở con pháp sư hắc ám ở phía sau nó quấn nó có hiệu ứng kết liễu nó cũng hơi khó chịu nha. Rồi lấy cây kiếm. Thầy quýnh cái đội này rồi đó thì cũng, cũng tiến lên 4 tiền, tiến lên 4 tiền đó rồi cũng le sinh thôi. Giờ lên cấp 7 rồi. Cho theo kịp người ta vậy. Còn dồn dồn hai quyền năng khổng lồ, một cây quý kiếm. Dạng do hai nữa.
Đó. Hắn đã ra rồi. Cho luôn cái kiếm vô cực luôn. Cái mặt ảnh này mạnh nha. Đang ra 470, 470 rồi, có đồ. Có đồ. Hay không có lỗi bước vào Long Đạo nhưng mà thấy là hơi ngon rồi đó. Nó ra luôn cái con 5 tiền Saiya rồi. Đường 100 tiền luôn các bạn. Thì thôi chứ mình lên cấp 8 để mình triển khai luôn cái con Long Dương thứ 5 nó ra nha. Ồ, con pháp sư hắc ám ở phía sau nó quấn khó chịu ghê á. Rồi ok, lên 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 cấp được rồi. Con này 3 sao rồi. Con Dina nó không 3 sao được thì cũng cũng được. Do có con Zana nó 3 sao rồi thì lên cấp thôi. Triển khai được 5 Long Dương luôn. Cái già này ơn sau nó bắn rồi. Có cái cuồng đao thì tăng thêm tí tốc đánh. Cho nó mang cái đao Sojin, cái đao hồi năng lượng thì nó mới hay hơn nhỉ. Hãy mang cuồng đao. Dây chuyền chuộc tội kìa. Lấy cái cung thôi. Cho con này nó mang chứ tính đâu là dây chuyền chuộc tội cho Darude đồ hồi máu phía trên. Nhưng phía trên chắc con Dana nó cũng hơi cứng rồi. Con Diana chứ nó cũng hơi cứng rồi. Sử gia 7 rồi. Nhà này sử gia 7 rồi. Ok, có dây chuyền.
Gặp lại bạn sợ A rồi. Nãy giờ thua ông này á. Ông này mạnh à, có lẽ vạch mạnh rồi nha, gặp đối thủ mạnh rồi đó. Ông đang có 21 máu. Ông có một cái con khổng lồ 5 tiền. Gặp tim tử thần, tim tử thần nó gặp. Nhưng mình phải kiếm thêm một cái con Saiyan nữa các bạn. Rồi ở cái cấp 8 này thì nó hơi thốn á, thốn tiền luôn á. Áo giáp nha, áo giáp, áo giáp à. Cấp 9 rồi. Năm Long Vương, một tình nhân, bốn song đấu, ba hiền giả. Thôi mình cũng còn 43 máu luôn. Mấy ông này bình thường có cái ông bạn sợ à 21 máu. Ok, lên xin hai. Cấp 9 rồi mà rồi. Đó 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 gặp bóng rồi nè. Cha mạnh nha, hên là cái con ân sâu nó mới có 2 sao á, nếu 3 sao là tiêu à. Giờ song đấu lấy thêm ấn song đấu nữa cũng làm được gì.
Ok, thắng 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 à, thắng à, thắng à. Đi nè, đi nè, không kịp. Ok, ngon 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 rồi, ngon rồi, thắng rồi các bạn. Rồi, Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu thấy video này hay thì cho Man một like, Man có động lực làm những video tiếp theo. Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn.